Còn em là Linda. Và nhóm chúng em là A Bo Y. Nhóm chúng em đến từ trường trung học phổ thông Trần Văn Dầu, quận Bình Thạnh. Trong tiết là khoa môn địa, em được cô giới thiệu về đời sống nông nghiệp của các cô chú nông dân thông qua việc thu hoạch lúa. Em nhận thấy rằng lúa sau khi được thu hoạch thì nguồn hương đại được thải bỏ bằng cách đốt hoặc là chất đống gây ra ô nhiễm bầu không khí và làm lãng phí nguồn tài nguyên. Chính vì thế chúng em đã ấp ủ nghiên cứu và em đến cuộc thi sáng tạo thanh niên nhi đồng dự án mang tên tận dụng rơm rạ làm gạch bờ lóc không nung thay thế gạch nung truyền thống. Theo thống kê của Viện Nghiên cứu Lúa Gạo Quốc tế, cứ mỗi năm lại có đến hơn 20 triệu tấn rơm rạ bị tiêu hủy bằng phương pháp đốt. Không chỉ gây lãng phí mà việc làm này còn gây ảnh hưởng tai hại đến môi trường bởi các chất khí độc hại mà quá trình đốt rơm rạ đã thải ra. Song song với đó, cứ 1 tỷ viên gạch nung quy chuẩn sẽ tiêu tốn khoảng 1,5 triệu mét khối đất, tương đương với 75 hectare đất nông nghiệp. Và việc sử dụng than trong quá trình nung đã thải ra môi trường đến 18 tỷ tấn CO2. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, làm xấu đi bầu khí quyển và làm khí thải nhà kính tăng cao. Nhận thấy tính nghiêm trọng và đáng báo động của vấn đề, sản phẩm gạch không nung từ phế phẩm rơm rạ đã ra đời. Rơm rạ sau khi phơi khô sẽ được tiến hành cắt, xay nhỏ sau đó trộn lẫn với nước, xi măng, cát. Cuối cùng, hỗn hợp được đổ vào khuôn để định hình và làm khô. Sản phẩm đáp ứng tốt và đầy đủ các yêu cầu cần có ở một viên gạch xây dựng. Khả năng cách nhiệt cao, trọng lượng nhẹ nhưng vẫn có khả năng chịu lực tốt, tận dụng được nguồn phế thải nông nghiệp dồi dào với giá thành thấp. Đa dạng mẫu mã, kích thước, dễ thay thế, sửa chữa khi ốp, lát đường. Chi phí sản xuất cho một viên gạch lõi rơm không nung chỉ rơi vào khoảng 1.500 đồng, rẻ hơn gần một nửa so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Tuy so với gạch nung truyền thống thì đây là một con số có phần nhỉnh hơn, nhưng bên cạnh đó, sản phẩm đáp ứng được cả các yêu cầu cá nhân về công năng, chất lượng và các nhu cầu về bảo vệ môi trường khi tận dụng triệt để các phế thải công, nông nghiệp và hoàn toàn không tạo ra khí thải độc hại cho môi trường. Bên cạnh đó, sản phẩm cũng cần cải thiện ở nhiều mặt để có thể hoàn thiện và chỉnh chu sản phẩm hơn như khả năng chống thấm và hạn chế gây co nứt tường trong quá trình sử dụng. Với tinh thần cầu tiến không ngại thay đổi, cùng tình yêu môi trường không mệt mỏi, nhóm chúng em không mong chỉ dừng lại ở việc sản xuất 1-2 viên gạch mà sẽ đưa vào sản xuất hàng loạt, từng bước đem sản phẩm trở thành lựa chọn hàng đầu của những người tiêu dùng và có thể chiếm 30-40% thị phần gạch không nung trong nước. Khi đó, bên cạnh các lợi ích về môi trường, sản phẩm gạch không nung từ rơm rạ còn tạo ra vô vàn các lợi ích thiết thực khác, giải quyết các phế phẩm nông, công nghiệp, tăng thu nhập cho người nông dân, tạo việc làm cho người dân.